Xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta trao đổi với nhau về phương pháp tác động cuộc sống. Trên cái tinh thần, tôi xác định là chúng ta đã cùng nhau ôn luyện lại toàn bộ những cái ý chính của phần lý thuyết của phương pháp tác động cuộc sống. Trong đấy có một số cái kỹ thuật cơ bản thì nói bằng miệng, nói bằng từ thôi thì nó chưa biểu hiện lên hết được để những cái bạn mà nếu mà trong những cái đợt học đầu tiên mà chưa học được tốt thì khó tiếp cận. Chứ còn nếu mà các cái bạn mà nếu mà định sử dụng cái việc mà tự học kết nối với cái này thì nó sẽ càng khó khăn hơn. Cho nên là hôm nay tôi cũng nhân tiện những cái lý do đấy, kết hợp với việc cũng đã xong, coi như là xong cái một phần quan trọng, đấy là cái thông tin về những cái lý thuyết cơ bản của phương pháp tác động cuộc sống. Tại vì tôi luyện với nhau thì tôi có mấy cái nội dung trao đổi như thế này. Thứ nhất là chúng ta mới học xong phần lý thuyết thôi, ôn xong cái phần lý thuyết với nhau, mà lý thuyết thì nó chỉ là thông tin thôi. Cái thông tin thì nó vô cùng quan trọng, nhưng nếu mà công lực của nó theo cái thống kê thì nó chỉ có giá trị 3-5% thôi. Nó cũng giống như là 100 người học xong những cái thông tin cơ bản này và thậm chí là cùng nhau thực hành cơ bản hết cũng chỉ được 3-5 người thì sẽ đạt được một cái trạng thái tâm lý năng lực nào đấy để có cái năng lượng để đi dài. Nhưng mà cơ bản mà theo thống kê ở đây tôi nói, không phải là chúng ta chỉ học có một thời gian trong một vài tháng đâu, mà cũng phải có thời gian đồng hành tính bằng 5 tháng thì con số thống kê này mới đúng. Chứ còn ở cái trạng thái, ví dụ như cái trạng thái nó đang được hoạt náo viên, cái tinh thần nó đang ở bên ngoài, nó như là có một cái môi trường nó đang thường trực ở trong mình, do mình được thay đổi cái trạng thái tâm lý, trạng thái hoạt động vận động của tâm thể trí, thì chúng ta hay ngộ nhận là hình như là chúng ta đang rất là hợp với cái này rồi, thì làm rất là tốt những cái này. Nhưng mà theo tôi chúng ta cần phải có đủ thời gian. Tôi đã chia sẻ như thế là 28 cái clip, ở trong đấy đã gần như hiển lộ cơ bản các cái nội dung chính, các cái ý chính của phần lý thuyết phương pháp tác động cuộc sống Việt Nam. Thế thì học xong cái này, nếu mà đúng thì chúng ta cần học cái gì nữa? Chúng ta cần phải học các cái kỹ thuật cơ bản, phải ôn luyện, thủ luyện các cái kỹ thuật cơ bản rất là chắc chắn. Sau đấy thì mượn dựa vào cái thủ luyện cơ bản rồi, quen tay rồi, chăm hay không bằng tay quen. Chúng ta phải quen tay và chúng ta phải nâng nó lên thành kỹ năng, kỹ xảo. Cái kỹ năng, kỹ xảo ngoài cái tính nghệ thuật thành thạo đấy thì nó có cả trí tuệ trong đấy. Trong đấy nó có y học ở trong đấy, nó có tất cả các cái nguyên tắc, đạo lý và tâm huyết ở trong đấy nữa, thì nó mới lên cái mức nghệ thuật được. Thế và sau khi mà nếu mà chúng ta học được cái kỹ thuật cơ bản rồi mà chúng ta xác định lâu dài ấy, thì thậm chí chúng ta cũng cần phải giao lưu để tìm hiểu với mình xem là nếu các bạn trẻ thì các bạn có thực sự xác định đây là cái mệnh nghiệp của mình, cái nghiệp mệnh của mình không? Cái nghiệp là cái việc chúng ta làm, nhưng mà cái mệnh, cái nghiệp mệnh là cái nghiệp mà chúng ta sẽ dùng nó làm kế sinh nhai luôn ấy, thì chúng ta có xác định như thế không? Nếu chúng ta xác định thế thì nó lại là ở một cái tầm mới rất cao và chúng ta cần phải hiểu mình. Còn đặc biệt là nếu mà nhiều tuổi rồi thì chúng ta có xác định đây là một cái giai đoạn sau này nó cũng là nghiệp, là mệnh của mình không? Chúng ta làm theo nhân duyên, chúng ta làm cho người thân quen, rồi ai giới thiệu đến, cũng có thể người ta làm, người ta có bồi dưỡng theo
theo một cái cách thức nào đấy, mà có thể thậm chí là trong những giai đoạn nào đấy thì tiền lên đấy chúng ta cũng có thể làm được một số việc trong cái cuộc đời này để mưu sinh. Nhưng mà thực tình với riêng tôi thì tôi rất thích một cái câu của diễn giả Nguyễn Duy Cương, nói là khi mà chữa bệnh mà lấy tiền từ những người đang ốm đau và đau khổ, thực ra cái bên trong của mình nó không khoái đâu các bạn ạ, nó không thích đâu. Nhưng mà không cầm thì cũng không được đâu. Như tôi đi chữa bệnh là ai mà không cầm tiền thì tôi áy náy lắm. Cho nên là cụ Khải Thượng Lãn Ông, cụ bảo là mình giúp người ta mà mình không lấy tiền ấy, thì làm thế nào để người ta trả ơn, để bắt người ta phải mắc nợ, người ta không có chịu được. Chỉ có điều là cái tiền đấy nó cũng phải làm thế nào để nó không quá sức người ta, thứ hai là nó cũng hợp lý, nó hợp tình hợp lý đấy. Một cái ý nữa là nếu mà chúng ta thực sự có điều kiện để học cái này lâu dài thì cái này liệu có thực sự phải sở trường của chúng ta chưa? Liệu có thực sự đây phải sở trường của chúng ta chưa? Tại vì có thể là không phải sở trường của chúng ta. Mà nếu không phải sở trường của chúng ta thì chúng ta làm không có hiệu quả cao nhất được. Thứ hai là một thời gian có thể chúng ta lại chán các bạn. Cho nên là đấy là những cái mà ở các cái lớp học tới đây. Các lớp học tới đây thì tôi sẽ trình bày với các bạn là lớp học tới đây thì tôi mong muốn như thế nào. Một cái nội dung thứ hai tôi muốn nói với các bạn là với cái tinh thần như thế, dạy như thế rồi, cái suy nghĩ của tôi như thế rồi, thì cái thời gian tới tôi sẽ chia sẻ những cái gì nữa, thì trong cái thời gian tới tôi sẽ chia sẻ khoảng 10 clip nữa. Thì các cái clip sẽ liên quan đến các cái bệnh mà nó hay xảy ra. Các cái bệnh nó hay xảy ra ở môi trường, những người thân xung quanh chúng ta. Những cái bệnh hay xảy ra là cái bệnh gì ạ? Đấy là những cái bệnh, thứ nhất là nó liên quan đến cái nhóm bệnh mà liên quan đến bệnh huyết áp, bệnh của hệ thống tuần hoàn, rồi thì thiểu năng tuần hoàn não, bệnh huyết áp cao, huyết áp thấp. Thứ hai là những cái bệnh liên quan đến những cái triệu chứng của cổ vai gáy, đau đầu, thần kinh suy nhược, rồi thì đau cổ vai gáy. Cái bệnh này là hầu như ai cũng bị đấy. Tại sao như thế thì trong đấy chúng ta sẽ phân tích rất là kỹ ở cái những cái đặc điểm đặc biệt của các cái đốt sống cổ tôi đã nói rồi. Tại sao mà nó lại do cái đặc điểm cấu tạo của đốt sống cổ và những cái vai trò chức năng của nó, và là cái lý do tại sao rất nhiều bệnh nó liên quan đến bệnh cổ vai tay, thiểu năng tiền đình, đúng không? Thứ ba là cái bệnh đau lưng, bệnh thần kinh tọa. Trong đông y người ta gọi là yêu dương thống, bạch tọa cốt phong. Đấy là cái bệnh đau lưng và thần kinh tọa đấy, đau thắt lưng, đau lưng. Thế rồi một số cái bệnh liên quan đến hệ thống tiêu hóa, hệ thống hô hấp, rồi thì chuyển hóa. Chúng ta sẽ làm khoảng một chục bệnh gì đấy, và chúng ta sẽ đưa tiếp cận theo cái tinh thần là của một chút đông y, một chút tây y, để chúng ta hiểu cái cách các cụ tiếp cận sơ bộ như thế nào để chữa, và hiện đại ngày nay như thế nào. Thế rồi dân gian có một số cái ví dụ như bệnh thần kinh tọa, có những cái lớp học khi tôi chia sẻ về cái kiến thức tôi tham khảo, ví dụ như là cũng là thần kinh tọa thì tây y chữa thế nào, lúc mà nhẹ mới đầu thì chữa nào, còn sau này nặng thì chữa nào, lúc mà không chữa được nữa mà phải chữa theo can thiệp bằng mổ thì ngoại khoa thì như nào. Thế rồi thì các cái liệu pháp dân gian chữa như thế nào, mà có những cái người học trò, có những cái anh đồng môn học viên ấy là do gia đình là các cụ ngày xưa là dân gian chữa bằng tác độc, chữa bằng chữa chữa các bệnh
triệu chứng của thần kinh tọa rất là tốt. Thì anh nghe xong cái là anh vỗ đùi, anh đét một cái là xong, anh mấy hôm sau là anh đã đến anh khoe thành tích rồi. Tại vì người ta có tố chất của gia truyền, trong người ta nó có sẵn hết rồi các bạn. Đến lúc người ta hiểu ra, người ta như là vỡ ra, người ta ngộ ra, người ta có tố chất làm cái đấy, cho người ta làm rất là tốt ngay. Thế thời gian tới chúng ta sẽ chia sẻ về cái đấy. Nhưng mà tôi cũng muốn đưa một số cái kiến thức nó liên quan đến nhận diện người bệnh để hỗ trợ người bệnh. Tại sao có những cái phần tôi chia sẻ là liên quan đến các cái cấp độ và nguyên nhân bệnh, trong đấy chúng ta có đến 80% bệnh, 78% là bệnh nội sinh. Bệnh nội sinh là do cái tình trí, do cái cách phản ứng ở bên trong chúng ta nó tạo thành bệnh, lâu dài nó thành bệnh. Chúng ta chữa những cái bệnh, đôi khi chúng ta chỉ chữa cái triệu chứng bên ngoài thôi, nhưng mà cái nguyên nhân gốc rễ ở bên trong ấy, nó do nội thương, nó do là cái cách tư duy, cái cách phản ứng ở bên trong của chúng ta. Cho nên là làm thế nào để giúp người ta, phải giúp được có cái chiều dài, có cái chiều sâu. Tôi nói ví dụ thế này, có những người người ta hết bệnh nọ bệnh kia tại vì chính khí người ta yếu, mà chính khí yếu là do nội thương của người ta. Lúc thì người ta giận, lúc thì người ta sợ, lúc thì người ta lo, lúc thì người ta buồn. Thế mà mình không giúp điều tiết được cái tình trí đấy thì cái việc chúng ta chữa nó chỉ là như là quét rác thôi. Quét hôm nay thì ngày mai lại quét, mà làm sao chúng ta cứ đi quét rác suốt, và cuối cùng người ta thì suốt ngày người ta là cái đống rác, người ta là thì làm sao mà mình giúp, làm sao có hiệu quả được. Thậm chí có những người có những cái nỗi sợ nó thường trực, và cái nỗi sợ đấy nó tạo thành bệnh. Người ta không có chính khí nữa, người ta rất là yếu đuối. Cho nên là trong đạo Phật, trong cái bố thí ở trong đạo Phật thì cái cấp giúp độ thứ nhất là giúp đỡ tài vật, nhưng mà giúp đỡ cái thứ sau là giúp đỡ pháp, nghĩa là giúp đỡ cho cái cách thức, cái nghề nghiệp bằng kỹ thuật đấy. Thứ ba là giúp đến gọi là giúp vô úy thí. Vô úy thí là giúp đỡ cho người ta không sợ, mà cái không sợ cao nhất là sợ chết đấy, không sợ chết. Khi người ta không sợ rồi, có nghĩa là người ta phải có bản lĩnh và nghị lực lên rồi. Thế thì báo cáo với các bạn là rất nhiều người bệnh nhân, khi tôi nhìn thì tôi thấy người ta không có cái nghị lực, thanh sắc thần khí người ta không có, các cái nét ở trên cơ bản ở trên người ta là nó không có. Thì thực ra mình nhìn được cái đấy, mình giúp người ta an cái tâm đấy. Và thậm chí cũng phải nói cho người ta biết ở góc độ nào mang tính chất tích cực và xây dựng, để người ta phát huy được điểm mạnh người ta. Khi người ta phát huy được điểm mạnh người ta thì người ta mạnh mẽ lên. Và một trong những cái mạnh mẽ quan trọng nhất là những cái người ta kiểm soát được cái nhược điểm, phát huy cái ưu điểm. Trong đấy nó cần có một cái lý do để người ta phát huy được cái nội lực bên trong, cái động lực bên trong, để người ta mạnh mẽ lên, để người ta làm cái gì đấy. Đấy là cái quan điểm của tôi, là cái thời gian học tiếp ở cái lớp tới. Thế và có một cái điều rất quan trọng là chúng ta nghiên cứu cái tác động cuộc sống này thì rất quan trọng, tại vì nó là đạo sĩ y hiển, đúng không ạ? Nó lại là một cái liệu pháp toàn diện, tôi đã giới thiệu toàn diện như thế, triệt để như thế. Thế nhưng mà thực sự chúng ta đang học tác động cuộc sống để làm gì? Chúng ta đang học để kiếm. Nếu mà thực sự đi học tác động cuộc sống kiếm thì tôi không tin là chúng ta sẽ làm tốt được đâu. Nếu mà thực sự học để kiếm. Còn nếu mà các bạn định kiếm rất nhiều thì nếu mà kiếm từ những người ốm đau kiếm rất nhiều thì các bạn cũng phải bỏ ra một cái năng lực, một cái công sức, một cái khoảng thời gian trí tuệ rất là lớn. Và tôi rất mong các bạn làm tốt cái này. Nhưng mà với tôi thì tôi mong thế này. Chúng ta học tác động cuộc sống để chúng ta như là được trang bị thêm một cái phương tiện quý báu, một cái phương tiện là di sản, để đầu tiên để chúng ta, cũng như học võ để chúng ta nâng cao sức khỏe chúng ta, thì học tác động cuộc sống để chúng ta hiểu về cái cột sống của chúng ta, hiểu về những cái phản ứng ở trên cột sống của chúng ta, những cái ngôn ngữ của nó, những cái biểu hiện của nó, để chúng ta nâng cao sức khỏe của chúng ta. Cái đấy là quan trọng nhất. Cái thứ hai là thế này,
chúng ta học tác động cuộc sống để chúng ta làm một cái phương tiện để chúng ta kết nối với người thân thông qua cái việc chăm sóc sức khỏe cho người thân. Tôi chỉ nói chăm sóc thôi. Tại vì chúng ta không học gì thì chúng ta cũng có thể dùng tay để xoa bóp lên người khác được. Và nếu mà chúng ta có một cái tình cảm đủ lớn, đủ ấm áp thì chúng ta không biết gì thôi, chúng ta xoa lưng, bóp vai thì người thân chúng ta cũng khỏe lên rồi. Nhưng mà với cái phương tiện là tác động cuộc sống thì chúng ta, đấy là một di sản, một phương tiện vô cùng quý luôn. Đấy là cái tôi muốn nói về cái học để làm gì. Cái thứ ba là này, chúng ta học được cuộc sống nếu mà chúng ta có nhân duyên để chúng ta hòa mình vào cái sự nghiệp chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Chúng ta nghĩ, chúng ta chia sẻ, chúng ta nói, chúng ta làm. Nếu mà bạn nào mà chịu khó đi học các cái khóa bản thân, phát triển bản thân thì mới biết là ở trong cái sách Năng Đoạn Kim Cương hay là Cà Phê Starbucks ấy, cái nội dung Cà Phê Starbucks ấy, thì người ta đã chứng minh rất rõ rồi là giúp người chính là giúp mình. Tại sao giúp người ấy chính là giúp mình? Cái cách thức của nó như thế nào? Các bạn tham khảo, các bạn lên mạng đánh chữ Cà Phê Starbucks nhé. Cà Phê Starbucks, nó là phong cách của cà phê nổi tiếng thế giới bây giờ, mà thậm chí nó cũng đang giành thị phần với Đặng Lê Nguyên Vũ ở Việt Nam chúng ta đấy, đúng không? Thế và một cái nữa là nếu mà chúng ta xác định chúng ta học tác động cuộc sống để làm cái nghiệp của cái mệnh của mình, nghĩa là làm kế sinh nhai ấy, mà chúng ta đủ nhân duyên thì tôi đấy là một cái điều tuyệt vời, tại vì nó giúp chúng ta như thế là tham gia vào kế thừa và bảo tồn một cái liệu pháp y học dân tộc quý và độc đáo. Còn riêng với tôi ở đây thì tôi rất mong tôi được đóng góp vào cái việc gìn giữ, kế thừa và phát triển cái phương pháp, cái liệu pháp tác động cuộc sống của thầy Tổ Nguyễn Thăng Tán. Và ngoài cái việc giúp mọi người, nếu có nhân duyên của gia đình là giúp những cái triệu chứng tạm thời ấy, thì tôi cũng mong là mượn cái này để tôi giúp mọi người có một cái phương pháp, một cái kỹ thuật để luôn luôn trân trọng, yêu thương và bảo vệ cái sức khỏe của mình, cái sức khỏe tâm thể trí nói chung. Và hơn nữa là chúng ta cũng mượn cái này để tu tập cái tâm tính, để cái tâm của chúng ta tốt lên. Cái tâm chúng ta tốt lên thì mới khỏe được và mới giúp được người khác được. Giúp cái tính cách, những cái thói quen để chúng ta nghị lực, chúng ta khỏe mạnh lên thì chúng ta cũng mới giúp được người khác và giúp được chính mình. Và hơn nữa tôi cũng muốn mượn những cái này để tôi học về cái đạo lý, về các cái nguyên lý sâu xa nhất. Những cái mà nó tạo ra bản năng của chúng ta, những cái mà nó giúp chúng ta để có những người vĩ đại viết ra những cái triết lý, những cái nguyên lý đúc rút thành những cái kinh điển, để chúng ta cùng nhau được tiếp cận cái đấy. Tại vì tôi tin rằng trong sâu thẳm trong chúng ta, thường trực ở trong ta, thì những cái sự tử tế, sự tốt lành nó là khuynh hướng chung của tất cả chúng ta. Không quan trọng chúng ta là ai mà đã những cái sai lầm gì. Thứ hai là những cái bản lĩnh, cái nghị lực, cái năng lực tinh tấn của chúng ta cũng có sẵn. Và cao nhất ấy là cái thường trực của trí tuệ, cái trí tuệ vô hạn mà chúng ta hay nói là tiềm năng không giới hạn của chúng ta, của cái tiểu vũ trụ này. Đấy là cái trí tuệ của vũ trụ, trí tuệ của thông thiên. Tôi tin cái điều đấy. Và trong cái thời gian tới ấy, thì tôi muốn rất mong các bạn trợ duyên cho tôi để tôi mở các cái lớp ở Hà Nội, ở Hải Phòng, ở Sài Gòn. Đây là ba cái địa điểm mà tôi cũng đã chia sẻ nhiều rồi. Ở Hải Phòng đã chia sẻ được 3 lớp rồi, ở Sài Gòn cũng được 5 lớp rồi, và ở Hà Nội này được hơn chục lớp rồi. Tôi và những người đồng môn của tôi, những cái lớp đấy thì tùy cái nhân duyên theo các cái cách khác nhau, nhưng mà bây giờ tôi mong có những cái lớp mà những cái người vào học ấy, sẽ có một cái sự xác định tốt hơn về cái
cái tuân thủ, cái nghị lực và cái mong muốn đi xa hơn nữa liên quan đến sức khỏe của bản thân và của cộng đồng, như là những cái thông tin tôi vừa chia sẻ và đã chia sẻ ở các clip. Thứ hai là cái nguyện vọng của tôi thì vẫn là muốn chia sẻ cái này, đóng góp và chia sẻ cái này vòng quanh Việt Nam và thậm chí là đi đến các cái nước lân cận như là Lào, Campuchia, Thái Lan, Myanmar, vân vân, và các cái cộng đồng người Việt ở châu Âu chẳng hạn. Tuy nhiên thì tôi cũng đã đưa lên mạng rồi, cho nên là tất cả, đặc biệt là các bạn đã học ở các thầy khác rồi, các cái anh chị khác rồi, thì hoàn toàn có thể tham khảo. Để nếu mà đồng ý cái gì thì cùng với tôi đi chia sẻ, bổ sung chia sẻ cho nhau. Thứ hai là có thể góp ý để hoàn thiện, để nâng cấp nó lên, nâng cấp cái chất lượng thông tin lên. Và nếu nó sai khác với cái bản gốc của thầy Tổ Nguyễn Than Tán thì mong các anh góp ý để tôi chỉnh sửa cho nó vừa đạt giá trị. Trong đấy nó có giá trị về khoa học, giá trị về nhân văn, giá trị về tâm linh. Những cái đấy nó đều có những cái lực rất là lớn. Thế thì những cái bạn nào mà có nhân duyên hoặc là có một cái mong muốn như tôi rất mong là cùng tay, cùng chung sức với tôi. Tôi rất muốn là có rất nhiều người đồng hành với tôi để sau này, sau một thời gian, ví dụ 3, 5 năm nữa thì đi chia sẻ cùng với tôi, hoặc là chủ động các bạn đi chia sẻ theo cái cách của các bạn. Với những cái bạn mà muốn học ở tôi thì tôi cũng có duyên, thời gian tới mà học thì tôi cũng nói là tôi sẽ, tinh thần thì tôi sẽ học không chia sẻ dài một loạt khoảng 30 buổi như là ở các khóa trước. Tôi nghĩ là chỉ cần trong vòng một nửa cái khoảng thời gian đấy thôi, 15 buổi thôi, thậm chí là có thể là chỉ 12 buổi thôi. 12 buổi có nghĩa là tôi đưa nó vào 4 ngày liên tục, có nghĩa là 2 tuần, mỗi tuần học trọn vẹn ngày thứ bảy và ngày chủ nhật, học cả 3 buổi, buổi sáng, buổi chiều và buổi tối. Và cái thời gian đấy tôi sẽ tập trung vào hướng dẫn cách để học trước, học sau, ôn luyện lại và ra các cái câu hỏi để chúng ta văn tư tu được tốt, trên cái tinh thần là chủ động và tự học theo các cái clip của tôi. Và trên lớp thì tôi sẽ hướng dẫn ngay vào thực hành và bệnh lý, về thì chúng ta sẽ phân thành nhóm để học trên mạng, kiểm tra lại thông tin trên tài liệu sách và hỏi trực tiếp. Khi mà có đủ các cái câu hỏi thì tôi sẽ gom các cái câu hỏi thành các cái nhóm để tôi trả lời. Nếu không có gì thay đổi thì cuối tháng 4 này tôi sẽ mở một lớp ở Hà Nội, và đồng thời thì có thể sẽ triển khai một lớp ở Hải Phòng nữa. Rất mong những người bạn, những người thầy bạn ủng hộ và giúp đỡ tôi, và đặc biệt là các cái bạn đã và đang nghiên cứu học hỏi tác động cuộc sống thì quan tâm chia sẻ các cái kiến thức, các cái tài liệu, các cái clip của tôi và góp ý cho tôi, cũng như là đồng hành cùng tôi để lan tỏa cái giá trị và kiến thức đến được với nhiều người hơn, cùng nhau kế thừa phát triển phương pháp cũng như là đóng góp vào cái sự nghiệp sức khỏe cộng đồng, cũng chính là nâng cao cái sức khỏe tâm thể trí cho chính bản thân và những người thân của chúng ta. Tôi rất biết ơn thầy bạn và tất cả các bạn. Xin cảm ơn và hẹn gặp ở clip tiếp theo.